Bắt được quái ngư mình trắng đầu cá heo ở Hồ Tây. Con quái ngư này nặng 3kg, thân màu trắng, đầu giống cá heo, được một thợ câu câu được ở ven Hồ Tây, Hà Nội. Anh Trần Lĩnh Huế, 28 tuổi, ở phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, người mua con cá lạ kể rằng, khoảng 5 giờ 30 ngày 26 tây tháng 9, anh đi tập thể dục ở ven Hồ Tây thì thấy thợ câu câu được một con cá toàn thân màu trắng, mõm dày. Thấy con cá lạ, anh Huế đã bỏ ra 500.000 đồng mua con cá. Khi mang về nhà, tôi thả quái ngư ở Hồ Tây vào bể cùng với con cá huyết long. Tuy nhiên, cá mua ở Hồ Tây rất hung dữ, đuổi cắn những con cá khác trong bể. Ngày hôm sau, ngày 27 tây tháng 9, tôi phải mang con cá sang nhà bạn gửi nuôi nhờ, anh Huế kể. Cá lạ anh Huế mua nặng 3kg, toàn thân màu trắng, mắt màu đen, đầu quái ngư gồ lên giống cá heo. Khi thả cá lạ vào bể, tôi cho thịt lợn vào thì thấy con cá lao ra ăn, anh Huế nói. Sau khi mang sang bể nhà một người bạn gửi, con quái ngư lại cắn những con cá khác ở trong bể. Vì sợ những con cá khác bị thương nên người bạn của anh Huế đã mang cá lạ trả lại. Thấy con cá đẹp và tôi cũng muốn phóng sinh nên quyết định không đem đi bán. Sáng ngày 28 tây tháng 9, tôi đã mang cá lạ thả lại Hồ Tây, anh Huế thông tin. Theo anh Huế, qua tìm hiểu, con cá lạ trên có tên là tai tượng hay còn gọi là tài phát. Cá tai tượng phân bố ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Cá đẻ trứng trong tổ xây bằng thủy thực vật và nước bọt. Cá được chăm sóc trứng và cá con. Bỏ ngay nghề đi biển lâu năm khi giáp mặt loài thủy quái kỳ lạ. Dù có đi biển bao năm thì khi gặp phải loài vật này, ngư dân cũng phải tái mặt vì sợ hãi. Như thường ngày, người dân sống ven biển thuộc một địa phương của Trung Quốc cập bến lúc sáng sớm sau một ngày lên đên trên biển. Tuy nhiên ngày hôm đó rất đặc biệt khi ngư dân này phát hiện trên thuyền cá của mình có một con vật rất lạ. Khi ông cầm loài thủy quái này lên ngay thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Con vật có hình dáng kỳ lạ lẫn trong thuyền cá của người ngư dân bắt được. Nhiều người cho rằng loài cá này giống như một con cóc khổng lồ. Nhiều người tỏ ra sợ hãi vì con vật kỳ lạ chưa một lần nhìn thấy. Sau đó, họ phát hiện trong miệng con vật có điều kỳ lạ và phát hiện ra một con cua lớn bị con vật kỳ dị này nuốt chửng. Người ngư dân nghe lời mọi người đem con cá về và gọi người có chuyên môn xác nhận danh tính con vật. Ông tỏ ra sợ hãi khi con vật kỳ quái chui vào thuyền cá của ông. Ông cho biết sẽ đợi đến khi có kết quả chính xác về loài vật này và đảm bảo không có chuyện bất thường gì xảy ra thì ông mới dám tiếp tục nghề đánh cá biển.